Chị Nguyễn Thị Hải ở xã Trúc Sơn, huyện Chư Rút trồng 3 sào ổi lê. Nhưng thời điểm này, giá ổi thu mua tại vườn chỉ ở mức 7.000 đồng 1 kg. Để tiêu thụ ổi với giá cao hơn, chị phải mang ra tận các chợ để bán. Các năm trước, giá ổi lê có nhiều thời điểm lên đến 20.000 đồng 1 kg, thậm chí cao hơn. Còn hiện tại giá khá thấp, trong khi nhiều chi phí sản xuất đầu vào lại tăng cao, nên gia đình chị gặp nhiều khó khăn để đầu tư, chăm sóc cây trồng. Trái cây thì so với năm ngoái với năm nay thì nó cũng hơi thấp một tí, nhưng mà với cái giá đầu tư các thứ thì nó cũng hơi cao, nên là nó cũng không được tốt cho bà con mấy. Trong những tuần gần đây, giá nhiều loại trái cây giảm khá mạnh. Cụ thể như mít Thái hiện chỉ còn giá 10.000 đồng 1 kg, nhãn là 15.000 đồng 1 kg, vải thiều 20.000 đồng 1 kg, bơ bút 5.000 đồng 1 kg. Giá thấp là do đầu ra gặp khó. Thời gian qua, nông dân đẩy mạnh trồng làm nguồn cung tăng cao. Các loại trái cây này chủ yếu tiêu thụ dạng tươi thô, không thể bảo quản để lâu nên dễ gặp cảnh thừa hàng, dồi chợ, nhất là khi bước vào các thời điểm thu hoạch rộ. Là mình thu nhập sẽ kém hơn, bởi vì nếu như mà giá nó tầm 10.000 thôi, trung bình 10.000 thì mình bà con làm cây ăn trái này rất là có ăn. Thế nhưng mà hai nữa là năm nay được cái là phân nó xuống thấp một tí. Đó, chứ nếu như mọi năm phân nó tới 900 mấy 1 triệu một bao thì bà con làm ăn nó không đạt tiêu chuẩn. Nhưng mà năm nay phân bây giờ nó xuống có 500 mấy 600 một bao thì mình làm cây ăn trái này giá là tầm 8.000, nhà đang cắt là 8.000 hiện tại này. Còn cách đây khoảng hơn một tháng thì cắt tới 12. Hội nông dân của huyện cũng đã phối hợp với hội nông dân các xã thị trấn triển khai tuyên truyền cho bà con nông dân cố gắng chúng ta là phát triển theo cái hướng là sản xuất hữu cơ, hạn chế cái dùng phân hóa học và tăng cường cái các cái biện pháp sinh học vào trong cái sản xuất cây trồng và trên cơ sở đó thì cũng áp dụng nhiều cái biện pháp để cho ra những cái sản phẩm trái vụ làm sao mà để chúng ta có cái ưu thế trên thị trường. Theo thống kê, huyện Chư Rút có hơn 3.500 hecta cây ăn trái, sản lượng hơn 22.600 tấn mỗi năm. Để tránh tình trạng trái cây rớt giá, bà con nông dân cần sản xuất theo quy hoạch, không chạy theo phong trào khi giá thị trường tăng, đồng thời tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị cho cây ăn trái.